không có ám tử hình. Rồi ông biết được về cái thứ nhát trong cái loạn loạn này. Cái đất nhà. Cái hôm mà không Trung Quốc với hai cái tù mới đại gia. Hôm mới thì Thiên về từ hôm qua hả? Vâng, em về hôm qua. Báo quê về. Ừ, thì vừa về cùng bám càng xe của đồng chí Thắng. Thắng Chiến vào đây chưa? Chưa. Có đi cùng xe đấy? Không, Thắng Chiến đi một xe riêng, đi xuất phát muộn. Gặp đường liên lạc với nhau, bảo em cũng vừa mới xuất phát xong. Thì lúc ấy chúng tôi đã về đến đấy rồi, về đến Quán Gỏi rồi. Thế mà thấy xe đỗ đây rồi thì chứng tỏ là cũng về nhanh rồi đấy. Ừ, rồi Dị hả? Rồi. Đường Mạnh đây rồi. Đường này mới là đời Hình Mạnh. Không có cái này là không mạnh không nhỉ? Rõ rồi. Đấy, tay chết là phải nhịp nhàng. Tay suốt là phải nhịp nhàng, đúng không? Rồi. Chào bác. À. Chào bác. À đây à. Bác bây giờ tai kém rồi à? Bác khỏe không? Đấy. Cái thớt nào ấy? Cho xía cái này ra chứ bị lồng chín lắm. Đấy. Cái miếng nó hơi bự. Bự quá à? Bự quá. Không cho đất nghỉ hơi sáng nay về đi cùng xem luôn. Ừ. Sáng ông bảo 7:30 vào đón ông vợ liền cứ gõ mà dậy đi thôi rồi thế qua. Thế ông đâu rồi? Ông em nó đấy rồi. Còn say quá. Ừ. Chết rồi. Chào ông ơi. Chào các bạn. Ông ngồi đây. Bác ngồi đây. Đấy. Dạ. Con đang ở dưới kia. Thế hôm trưa có mấy cái viên chân tường đấy, thế rồi là nó mới tiện hơn cái tủ ấy rồi thì nó không vứt lại cho đi vôi. Chút này. Tiền đâu mà. Nè anh bạn. Trăm người thì điện thoải mái mấy tháng. Ông về hôm qua? À về sáng nay. Bản chất nó xây vôi cát không đúng không? Chào anh.
Nếu mua đấy thì bây giờ múc gạch. Múc gỗ, múc gạch nát được. Anh nhớ không?